Rồi, mời em gái. Tai lạnh dữ, chắc là ngồi hồi hộp chờ đợi đây nè. Rồi, vô ghế đi cưng. Ok, cởi mặt nạ ra thôi. Mời hai bạn mở mặt nạ. Chị sửa cho. Rồi, chào hai bạn, vào vị trí rồi ha. Bây giờ hai bạn sẽ giới thiệu thật lớn, thật rõ tên tuổi, quê quán, công việc của mình để cho đối phương có thể nghe được. Mời bạn trai giới thiệu trước. Xin chào chị Cát Tường và bạn gái bên kia, em là Hồ Sĩ Đại. Em ở Nghệ An, hiện em đang sống và làm việc ở Bình Dương. Em đang làm công việc gì? Em làm bên ngành xây dựng. Xây dựng, làm khâu nào? Em theo anh trai đi làm công trình. Đi làm xây dựng sao móng tay dài ngoằng vậy? Dạ, em bị tai nạn nên nó về nhà nghỉ một tháng này. Nghỉ tháng này là không cắt móng tay. Về cắt móng tay giùm tôi cái đi ông. Dạ. Nha. Dạ. Năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay 30. 30 là sinh năm nhiêu? Sinh năm 90. Sinh năm 90, mời em gái. Dạ, em xin chào chị Cát Tường và bạn trai bên kia. Em tên là Lưu Thị Hồng Thấm. Năm nay là em 27 tuổi, hiện đang làm việc tại khu công nghiệp Cát Lái, quận 2. Quận 2? Dạ. Quận 2 qua Bình Dương thì cũng không có xa. Công việc cụ thể em đang làm là như thế nào? Dạ, em là nhân viên kiểm nghiệm bên công ty dược phẩm 3 tháng 2. Dạ. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em hòa đồng hoạt bát, thích đi du lịch, hay giúp đỡ bạn bè. Nhược điểm của em là nhút nhát với lại hơi hay quên đó chị. Nhút nhát với hay quên. Rồi còn em, điểm mạnh, điểm yếu của mình? Điểm mạnh của em là biết nấu ăn, làm được việc nhà, tự lo cho bản thân và gia đình được. Còn điểm yếu thì đôi khi em hay nóng tính. Tình trường, trải qua mấy mối tình rồi? Mà trải qua hai mối tình, một mối tình thời còn đi học cách đây lâu rồi, còn một mối tình cách đây khoảng 2 năm. Thì lúc đó chỉ quen qua mạng, gặp nhau một thời gian quen ở đấy. Quen được bao lâu? Quen khoảng 1 năm. Một năm, gặp nhau được mấy lần? Gặp nhau thì cũng nhiều lần chứ không nhỉ. Quen qua mạng mà gặp nhau nhiều là quen qua mạng là lúc đầu quen lúc qua đầu mạng thôi. Còn sau đó thì cũng gặp nhau một thời gian nhưng mà kiểu hơi xa, nhà xa. Nhà ở đâu mà xa? Bạn gái ở Quảng Ngãi. Rồi em là ở trong Bình Dương. Mà không, bạn gái cũng làm ở trong này thôi nhưng mà. Rồi bao lâu gặp nhau một lần? Thì lúc đó là em làm công trình ở Gò Vấp nên cùng gặp nhau thường xuyên. Rồi bây giờ ví dụ tâm đầu ý hợp, hợp nhau nè, thích nhau nè. Bây giờ cổ ở quận 2, em ở dưới Bình Dương, chỗ em thì bao lâu em lên thăm cổ được một lần? Cái đó thì dễ thôi, chỉ cần bạn gái thích thì em có thể đến bất kỳ lúc nào. Bất kỳ lúc nào? Ghê. Anh ơi, nếu mà 12 giờ đêm em thèm phở, anh có chạy lên không anh? 12 giờ đêm chạy lên thì muộn mất rồi, lúc đó lên thì phở cũng hứa rồi. Thì là anh nói là bất kỳ lúc nào mà. Ai biểu xạo, bất kỳ lúc nào. 12 giờ đêm tao đói bụng rồi, anh lên chở tao đi ăn phở được không? Thì lúc đó hết đói luôn thôi, buồn ngủ hết đói rồi. Người ta đã muốn gặp mình có nghĩa là người ta chờ mình có lên hay không thôi. Có chứ, đảm bảo là lúc nào canh là mình tới được mà. Tôi làm bằng chứng nha, máy quay ghi hình lại đó nha. Có mợ em ở đây làm bằng chứng thôi nha anh. Yên tâm đi. Yên tâm đi, người miền Trung tôi thật thà lắm. Rồi vậy còn em, tình trường em sao? Dạ em trải qua ba mối tình. Mối tình thời sinh viên và cái mối tình gần nhất là cách nay hơn 1 năm. Cái mối tình gần đây nhất là quen được bao lâu? Dạ quen được 6 tháng. Lý do sao chia tay? Chắc là do em thì nói nhiều á, còn mà người ta ít nói, em là năng động nhoi nhoi cho nên là chắc người ta thấy không hợp cho nên là chia tay. Em có thích bạn gái nói nhiều không? Được mà, vấn đề gì? Nói nhiều là nói làm sao? Nói nhiều mà nói chuyện thiên hạ hay chuyện của mình, hay là mình thích mè nheo, hay là mình gọi là đàn ông ta gọi là cam ràm, hay là như thế nào? Nói nhiều kiểu như giống như là bạn thân á, giờ mà trúng đài là nói nhiều lắm chị. Có khi mà nói cả ngày không hết. Có khi nói cả ngày không hết. Dạ. Nhưng mà nói chuyện của mình hay nói chuyện thiên hạ? Dạ chuyện của mình. Chuyện của mình thì hai đứa nói nhau được mà. Chỉ có nói chuyện thiên hạ thì nghe nó mệt thôi đúng không em? Đúng rồi. Em là người ít nói hay nói nhiều? Em thì cũng tùy thôi, lúc gặp bạn bè trung hợp thì nói nhiều, bình thường nói ít. Chị nghĩ cái chuyện nói nhiều nó ít không quan trọng, quan trọng có hợp gu với nhau hay không. Rồi bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Mẫu người bạn trai của em thì là chín chắn, sống có trách nhiệm, có chí tiến thủ. Về ngoại hình? Ngoại hình thì cao trên 1m7, dễ nhìn. Gương mặt hơi sáng xíu. Sáng hả? Hôm nay mặt hơi tối. Vui tính nữa. Vui hả? Dạ. Này vui á. Sáng ở đây là sáng gì? Ý em sáng là sáng làm sao? Có nghĩa là cái gương mặt lúc nào cũng hay cười á chị. Sáng. Không, cái này hơi tối nhưng mà nó vẫn sáng. Da tối thôi, ta đi công trình nó hơi đen. Dạ. Nhưng mà mặt vẫn sáng quá.
sáng như gươm, lông mi dày, mặt có nét lắm, nét nào ra nét đó đàng hoàng, bụng hơi bự nha, cao mét mấy? Cao 1m68. 1m68 thiếu 2 phân được không? Ước 2 phân cũng được. Duyên, tôi nghe lời tôi đi, công trình rám nắng duyên lắm, được. Anh ơi, bụng bụng to chắc là cũng nhậu nhiều lắm anh ha. Nhậu thì không là ấy là không nhậu được. Không nhậu được, dân đi công trình không nhậu. Không thì nhiều khi bắt đắc gì thì cũng uống một lon bia là say rồi. Cũng lạ ha. Lạ. Rồi có tấm hình nào đem theo không? Có. Em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Mẫu người bạn gái của em thì cũng đơn giản thôi, chỉ cần nói chung là dễ nhìn một chút với cả biết tự chăm sóc bản thân và gia đình là ok rồi. Về ngoại hình? Ngoại hình thì từ 1m50 trở lên là được. 1m50 trở lên. Em 54 đủ rồi chị. 54 hả? Trời ơi khó kiếm quá, kiếm đi. Đâu đâu hình đâu đưa cho đưa coi. Đó đó hả? Đừng bấm bậy bạ coi hình không có được, cần là không cần coi là coi là bậy đáng chịu nha. Anh cho em hỏi là anh nhiêu ký vậy anh? Chắc khoảng 70 á. 70 hả? 1m68 khoảng 70 ký. Ở đây hai người đều mập như nhau đi. Hai người như nhau, kiếm đi. Dễ mà, hai anh nó dễ mà. Giờ mình chỉ chọn theo cảm giác thôi. Chứ như thấy ba hai anh này cũng tựa tựa nhau. Mình thích anh nào mình chọn anh đó thôi. Em nghĩ là anh này. Tại sao chọn anh đó? Da cũng hơi ngâm. Da hơi ngâm. Tôi thấy anh này ngâm quá trời luôn. Anh này ngâm luôn, đen thùi lùi nè. Nhưng mà thà em không có chọn người xăm hình. À em không chọn người xăm hình, em chọn anh da ngâm phải không? Dạ. Còn em? Em chọn người này. Tại sao chọn cô đó? Thì theo cảm giác thôi. Cảm giác trội hay vậy ta. Ba cô gái. Thôi tôi không biết luôn, tôi cũng đang nghi ngờ. Cô nào chỉ vô lại? Cô đó. Giữ đi, giữ yên nguyên đó, tôi mở cửa ra tôi đến hai tôi mù rồi. Em cố tình chơi trò đó chị. Rồi, trả điện thoại lại, chọn đúng rồi đó. Anh không có xăm mình nhưng mà còn em là phải coi vấn đề, phải coi lại nè. Rồi, kính thưa quý vị, cửa trái tim sẽ được phép mở ra để chúng ta check lại một lần nữa về việc chọn người qua hình. 1, 2, 3. Em chào anh. Sao? Hỏi cổ coi em thấy em chọn đúng người chưa? Hình như là đúng hay sao? Hình như là đúng hả? Hỏi cổ đi, chứ tôi đâu biết. Em ơi. Thôi, tặng hoa đi rồi hỏi. Dạ, em cũng có phần quà dành cho tặng. Cảm ơn. Em là ai trong ba người này? Trong ba người này không thấy, cũng mệt luôn. Em đâu có trong đó đâu. Trời ơi, bà đã oan nghiệt dữ vậy. Không có cho mày thiệt luôn hả? Em cố tình đó chị. Hèn chi tôi thấy không giống người nào hết trơn hết trọi á. Xin lỗi em ha, không có ai trọng hết trơn á. Rồi giờ sao? Nếu mà hai tấm mà đều có em thì quá dễ rồi. Lần đầu tiên tôi thấy cho người tham gia chương trình lạ vậy luôn á, đưa hình người ta lựa không có mình ở trọng. Em muốn gì? Còn một tấm mà chị. Tấm này coi có không? Tấm này cũng phân biệt được luôn đấy. Không phải à? Em cũng chịu luôn đấy. Chịu rồi, tôi cũng chịu luôn. Cổ đây nè, đeo mắt kiến kìa thấy không? À. Mà tại vì thách đố người ta lần đầu người ta đã hụt rồi nên lần sau ta thôi giờ coi quà đi coi cổ tặng cái gì kìa, cô này cô bí ẩn lắm. Nhiều khi hộp quà không có gì chậm đâu. Nhẹ thế. Nhẹ thế. Hộp không. Bình tĩnh cưng. Vậy gì thôi. Trời đất ơi, tưởng đâu không có gì chậm thiệt chứ. Một khóa. Trời ơi, tôi tưởng không có gì chậm chứ. Sao cảm nhận đầu tiên khi cánh cửa trái tim này mở ra thì cảm giác của em như thế nào? Bạn gái thì cũng khá là xinh. Còn gì nữa không anh? Mà bạn gái của em ở đâu ấy nhỉ? Dạ em ở Đồng Nai. Ở Đồng Nai hả? Nhớ tên cổ không? Ừ. Vậy hỏi đi chứ bạn gái gì nữa. Em tên gì ấy? Dạ em tên Thắm. Dạ. Sao mặt này có sáng không em? Dạ sáng. Đúng không? Chị nói đúng ha. Mặt tối nhưng mà sáng. Tối là da tối thôi nhưng mà sáng. Thế em sau khi cửa trái tim mở ra thì cảm giác của em như thế nào? Lúc mà chưa có nhìn thấy anh này á thì em nghĩ anh này cũng hơi nhát. Nhưng mà nhìn gương mặt á thì chắc là không có nhát đâu. Nhát không? Thì cùng tuy lúc này em nói rồi. Không có nhát đâu, ông này không nhát đâu. Mặt này mặt không có nhát đâu. Ơ được rồi, tôi đi ra ngoài. Tôi cho hai người không gian riêng. Mạnh dạn lên, tự tin lên. Để em thôi người ta nói mình nhát nghe không. Rồi xin mời các bạn sẽ thưởng thức những món ăn ngon tại nhà hàng Mận Đỏ. Mời hai bạn thưởng thức món salad stick bò Úc. Bò Úc và bò Mỹ là một trong những nguyên vật liệu Âu nổi tiếng, kết hợp với salad, dưa leo, cà chua kiểu Việt Nam và sốt Pháp nổi tiếng French Soup là một sự kết hợp rất thú vị trong cái món ăn này. À, bây giờ thì Tường mời hai bạn nhé thưởng thức món salad stick bò Úc tại nhà hàng Mận Đỏ. Nhớ là vừa ăn uống vừa thoải mái tự nhiên trò chuyện với nhau. Tự tin lên nha.
Em bình thường là đi làm là thứ bảy chủ nhật nghỉ hay là sao? Dạ, công việc của em thì thứ bảy chủ nhật em được nghỉ. Còn anh? Đi làm thì nghỉ giờ nghỉ lúc nào thì mình tự sắp xếp chứ mình không tự nghỉ được. Nếu mà anh đi làm công trình như vậy thì chắc là cũng thường đi xa nhỉ? Thì cũng ở khu vực Sài Gòn, Bình Dương khá nhất thì cũng số ngày mình thấy như giờ bây giờ anh đang làm ở Đồng Tháp hơi xa một chút. Rồi giống như vậy em có chấp nhận được không sao? Nếu mà thường mà một lần mà anh đi công trình như vậy thì mất khoảng bao lâu? Nó cũng tùy công trình nói, lúc mình làm thì có thể là 1-2 năm cũng có, nhưng mà mình sắp xếp mình về mà có đâu có phải là từ chỗ nọ đây ở luôn đâu. Em mời anh ạ. Em giờ ở đây ở một mình à, hay ở với anh? Em đang ở với đồng nghiệp. Thì ở nói chung là bình thường đi công trình thì ở lại công trình đa số thôi, còn cái lúc nào về thì về nhà ở trên nhà anh cái ở trên Bình Dương á. Nhà thì rộng rãi, thì ở lúc nãy nghe nói anh cũng biết nấu ăn hả? Đúng rồi. Tại vì bọn anh đi làm công trình thì như kiểu là mình phải nuôi công nhân đấy, nên là mình phải tự nấu ăn. Bình thường ngày mẹ anh vào nấu ăn, nhưng mà lúc mà không vào được thì tự nấu ăn cho họ. Họ chúng là nấu ăn thì không ngại cái gì hết. Anh có thích đi phượt không? Hồi xưa là sở thích đấy, đi phượt là đi, nói chung là ở khu vực từ Hà Nội tới vào đấy là hầu như là chỗ nào cũng đặt chân qua. Hồi xưa là vua phượt, nhưng mà những năm gần đấy thì kiểu như mình đi làm thì cũng không có thời gian, cũng đi được. Ta coi phiên bản bạn muốn hẹn hò, mỗi người chỉ có 2 phút để nói chuyện thôi. Nãy giờ tôi thấy là gần chục phút rồi đó. Loại bản chất gì chưa em? Nói chung là cũng hiểu sơ sơ. Sơ sơ hả? Bây giờ em dự định sẽ lập nghiệp ở đâu? Em thì dự định lập nghiệp ở đấy thôi. Ở Bình Dương thì giờ anh trai cũng ở trong này. Bao lâu nữa thì em tính tới chuyện kết hôn được? Sáng năm. Đã chuẩn bị gì cho hôn nhân chưa? Thì cũng chuẩn bị bình thường vậy. Bình thường bây giờ lấy nhau về ở đâu? Lại ở chung với anh nữa? Có nhà lại, rồi hả? Lại nhau về thì tạm thời ở nhà anh trái. Còn một thời gian nữa thì mua nhà mua ở đây. Vậy đó là ở một mình chứ còn lấy vợ rồi, không lẽ ở chung với anh? Nhà rộng mà. Bởi vì giờ hai anh em thì toàn đi công trình, ở nhà toàn có chị dấu thôi. Ở đây thời gian mình vui cũng đến có sao đó. Được đâu thì phải tạm thời ở một thời gian nữa chứ. Thời gian là bao lâu? Khoảng 1-2 năm gì đấy. Nhưng mà mình có tự tin với mình lập gia đình thì mình phải lo được cho vợ con mình. Mình có tự tin làm được điều đó không? Tất nhiên thì phải cố gắng. Phải cố gắng. Rồi bây giờ mời bạn bóc một lá bài ha, của chương trình, để mình cho nó vui, tập lớn lên. Hãy yêu cầu bạn Nam kể ra 3 tật xấu của bản thân. Nhiều chứ, 3 tật thì rõ gì. Ừ thì kể đi, 3 cái nào xấu nhất á. Nóng tính. Em có hút thuốc. Có hút thuốc, không nhậu mà hút thuốc. Không nhậu mà hút thuốc. Tại vì hút nhiều không? Ngày chưa hết một gói. Ngày chưa hết một gói, cũng thật thà. Cái thứ 3. Lười cái gì? Lười tắm hả? Lười ăn? Lười mọi chuyện. Cái kiểu bình thường mà đi làm thì lại xíu, nhưng mà về nhà thì lại lười. Lười là lười cái gì? Ví dụ? Về quê ấy, bố mẹ lo cho thì lại cứ đi chơi suốt ngày. À, kiểu như là giặt giũ rồi quét dọn thì... Đúng rồi, giặt giũ thì có mấy giặt không vấn đề, quét dọn thì mình cũng... Không, người ta thanh niên độc thân thì cũng vậy là cũng bình thường. Lúc đi làm thì phải từ cảm thấp, còn về nhà thì... cứ bạn bè đi chơi mà thôi. Ngốt về vợ chăm sóc đó. Rồi, được. Coi như là cũng được cái thật thà. Bên đây, đọc lớn lên. Hãy đưa ra một liều thuốc cho trái tim, khiến cả hai luôn yêu nhau. Hãy đưa ra một liều thuốc cho trái tim, và làm sao để mà cả hai người luôn yêu nhau. Này khó quá ta. Làm sao để cho cả hai, giờ cho là thí dụ mình yêu rồi đi, thì giờ làm sao để cho giữ lửa được, làm sao cho cả hai luôn yêu nhau. Theo em nghĩ là khi mà yêu nhau á, thì nếu mà cứ bên cạnh nhau hoài á, thì cũng nhanh nhàm chán. Quan tâm nhưng mà đừng quan tâm quá nhiều. Chia sẻ những khi mà người ta gặp khó khăn. Em nghĩ là như vậy. Quan tâm mà lại đừng quan tâm quá nhiều. Cô này cũng ngược. Thường thường phụ nữ là thích được quan tâm, thích được chiều chuộng. Mà cô này cũng nói muốn giữ lửa tình yêu là đừng có quan tâm quá nhiều. Em thấy sao? Tại vì khi mà nếu mà mình quan tâm nhiều quá thì người ta cảm thấy là mình đang được nuông chiều, cho nên là họ không có trân trọng cái tình cảm của mình. À, cũng là một cái lý hay. Gái chiều nó quá cái tự nhiên nó cũng chảnh chảnh lên, nên là nhiều khi nó cũng mệt.
lâu lâu mình chọt chọt cho chờ đợi chơi vậy đó thì nhiều khi lại giữ được lâu. Cũng hay. Con trai cũng vậy nữa chị. Con trai cũng vậy phải không? Cái... hợp lý không em? Hợp lý. Hợp lý. Bây giờ trước khi bước vào cái đoạn là mình sẽ bấm nút hẹn hò thì hát bây giờ bạn nam có tình với bạn gái chị coi coi, hoặc là anh hát một bài hát em tạm gì đó cho bạn gái ngày hôm nay cảm thấy nó vui một xíu nè. Thôi thì em tỏ tình đi. Tỏ tình đi, mời em bước qua. Em là em khó lắm á, phải làm sao là em mới ấn tượng. Thì giờ đến đây rồi thì không cùng là có như một cơ hội đấy. Anh không hy vọng đấy là cái bản án này không phải là lần cuối cùng mà chúng ta có nhiều bản án khác để hai người được gặp nhau. Em có cho anh cơ hội không? Anh phải thể hiện sau đó để em tin thì em mới... Thì được đâu thì mình cứ là bạn bè đấy rồi một thời gian từ từ mình tiện xả hơn cũng xong. Chị đi tỏ tình mà khoanh tay với tay để đâu. Ví dụ giờ mình mượn bạn gái mình nắm tay bạn gái 30 giây rồi mình nói một câu gì đó được không? Tay em đang lạnh lắm anh. Rồi, nắm thì cảm nhận rồi mới nói được. Nhìn cổ, nhìn đi đâu tùm lum. Cho anh cơ hội để được chứng minh lớn những lời nói của anh là sự thật. Rồi được rồi, về đi, tôi hiểu rồi đó. Tỏ tình được rồi đó. Sao sao, cảm xúc sao? Nắm tay anh có gì không? Dạ, vẫn còn lạnh. Vẫn còn lạnh, vậy là anh chưa đủ nóng. Dạ. Qua cái cảm nhận đầu tiên của em thì em cảm thấy là anh chưa có đủ độ chân thành, chưa có nghiêm túc. Thì cứ để cho anh thời gian để anh chứng minh cái điều đó đấy. Bây giờ ở trên này thì cũng mình cũng thời gian nó ít quá. Lý do tại sao em lại thấy anh không nghiêm túc, chưa nghiêm túc? Thường thì cái cảm nhận của em cảm thấy khoảng 70%. Có nghĩa là 70% là đúng. Dạ. Thế thì nó vẫn có cái xác suất 30% là sai. Đôi lúc có thể khó nhìn nhận con người ở một cái nhìn đầu tiên, nó cũng khó lắm. Cho nên mình cẩn trọng là một xíu, nhưng đó là cảm xúc của em cứ giữ, em cứ suy nghĩ. Nhưng đôi lúc trong cuộc sống nó cũng có những cái nó khác biệt. Cẩn thận lại một chút xíu nữa. Rồi, quyền là quyền của các bạn. Bây giờ chị Tường mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu như mình cảm nhận rằng đối phương có thể là một nửa của mình, hoặc là cái cảm xúc trong lòng mình nó có một cái luồng điện nó chạy qua, nó có sự rung động, thì chúng ta bấm nút cho chúng ta một cơ hội để tìm hiểu. Nếu như chúng ta cảm thấy là vô duyên, đối diện bất tương phùng, nó kiểu dạng giống như ngồi gần mà không có nguồn điện, không có cảm xúc, chúng ta không bấm. Không bấm vì lịch sự mà bấm vì chính cảm xúc của bản thân mình. Rồi, hai bạn nhìn thẳng nhau 10 giây, đặt tay vào nút bấm và nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại nha. Sau 3 tiếng đếm, đồng ý bấm thật mạnh, không đồng ý lấy tay ra. 1, 2, 3. Hết thời gian. Sao em không bấm? Dạ, bởi vì khi mà em bấm thì lúc đó là em phải có rung động. Em luôn tôn trọng mình gái sao thì... Nhưng mà chị rất là ok, chị thích em ở chỗ là khi bạn gái nói như vậy nhưng em vẫn đưa ra quyết định của mình là bấm nút, là chị đồng ý. Nam Nhi là phải như vậy. Tại vì mình cơ bản mình thích là mình bấm, mình có rung động là mình bấm, mình làm đúng với cái quyết định của mình. Mà hai bạn đứng lên. Có thể là ít phút của chương trình thì các bạn không đủ để cảm nhận được nhau. Thì Tường cũng có một chút nuối tiếc, thì thấy các bạn cũng khá là tương đồng đó. Thôi thì đó là quyết định của các bạn, thì Tường luôn luôn trân trọng. Và cũng xin thay mặt chương trình chúc cho hai bạn sớm tìm được một nửa của mình đó. Và nghề nghiệp hiện tại cũng như là tính cách của mình, rồi chủ động chia sẻ nha chị. Vâng ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Yến ạ. Tên đầy đủ là Nguyễn Thị Yến. Em sinh ngày 23 tháng 11 năm 1985. Hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống tại Hưng Yên ạ. Em ở ngoài Bắc. Và công việc của em là làm ngành spa ạ. Ở Hưng Yên ạ? Ở Hưng Yên mà bây giờ chương trình ghi hình ở Sài Gòn thì có bay vào để ghi hình được không? Ở trong Sài Gòn thì em có thể vào được ạ. Rồi, chia sẻ về nhiều hôm thì bản thân này là điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Mình có sở trường gì không? Em sở thích của em thì em rất là thích làm đẹp cho người khác ạ. Và điểm yếu của em thì em hay khóc. Hay không? Hay khóc qua hay khóc như thế nào? Nghĩa là kiểu... em hay kiểu cứ có một cái chuyện gì đó mà nói chung là buồn một xíu là em cũng khóc, hay tủi thân ấy, hay khóc. Rồi. Chết. Đâu á, giờ lên sân khấu mà run cũng khóc. Chết dở rồi này. Chắc là không đến nỗi như thế đâu ạ. Rồi, em rất là hoạt động,
rất là hòa đồng và sống cũng biết quan tâm đến người khác. 85, sinh năm 85 là mình đã từng kết hôn lần nào chưa nhỉ? Em thì cũng đã từng nhờ em cũng kết hôn một lần rồi ạ, và hiện tại thì em đang ly hôn được 5 năm rồi. Vì sao mình lại ly hôn? Lý do ly hôn là mình có bé nào chưa? Em có em bé rồi, em có ba em bé gái rồi, thì hiện tại thì em đang nuôi một em bé. Thì thực ra chuyện ly hôn thì cũng có em kia thì ở với ai chị? Dạ có ba em, một bé hai bé ở với bố. Mình ly hôn sau một thời gian thì kiểu lúc đấy gia đình cũng kiểu mình cũng bị kiểu như là khủng hoảng quá ấy. Xong cũng gia đình cũng đón về, xong rồi cho đi nước ngoài 3 năm, mình mới về nước được 1 năm. Mình đi nước ngoài là mình đi đâu? Em đi Nhật ạ. Rồi trong cái khoảng thời gian này thì mình có quen thêm ai không? Có, khi mà bên Nhật thì em về em cũng quen một ở bên Nhật ít thì em cũng có yêu một người, yêu trên mạng thôi, không gặp nhau bao giờ. Thì khi mà gần về nước, lúc đấy là thời điểm dịch thì mình cũng có chuẩn bị về nước, nhưng mà vì dịch không về được nên là anh đấy có quen một người khác và yêu người khác ấy. Thế lúc đó về thì mình cũng anh lúc về nước thì họ cũng muốn quay lại, nhưng mà lúc thời điểm đó thì mình không muốn quay lại. Thì cũng có một bạn đến và yêu đến tháng đầu, đến Tết thì bắt đầu chia tay vì anh ấy có gia đình rồi ấy, mình chia tay. Rồi lý do vì sao mà mình ly hôn, mình chia sẻ lại cho chương trình này là mà ly hôn có vẻ là không êm đẹp lắm đúng không? Sau đấy thì ly hôn thì đổ lỗi thì bây giờ cũng chẳng biết đổ lỗi cho ai, nhưng mà như chính là do mình, chồng mình ngoại tình ấy, thì ngoại tình rất là nhiều lần, và lần cuối cùng đó là cái lần mà ngủ với cả em dâu của mình ấy, thì vợ chồng mình chia tay. Uyên ơi, biên tập Uyên ơi, hơi khó nghe chị ạ. Hơi khó nghe ạ. Alo, có nghe chưa mọi người ơi? Rồi, ok ạ. Cho em hỏi xíu anh chị ha. Thường là ví dụ như ba mà như vậy rồi, thì ví dụ như thường mẹ là mẹ sẽ bắt con hết. Nhưng mà tại sao là em thấy chị bắt có một bạn thôi, còn hai bạn đó là hai bạn lớn hả? Cái mà mình chia tay ấy thì là có em bé ba là mới có mấy tháng rồi. Thì lúc đó mình cũng có ý định là đón hai bé về, tại vì bé lớn là chủ động muốn ở với bố. Lúc đấy em đi và hỏi thì em bé không muốn ở với bố. Thì khi mà mình muốn đón em bé thứ hai về cùng ở ấy, thì là kiểu như là em bé đấy mới bắt đầu vào lớp 1, thì bố em bé có nói là bây giờ công việc của mình chưa ổn định thì để bố nuôi em bé, xong rồi bố nuôi em bé xong bao giờ mình có điều kiện thì mình sẽ đón em sau. Thì lúc đấy mọi người cũng khuyên mình là lên nuôi một bé thôi. Thì lúc đấy mình kể về nhà cửa, lúc đấy mình cũng chưa có ấy, xong rồi con cái thì vẫn còn nhỏ, em bé quá nhỏ luôn. Thì là đó là lý do mà mình nuôi một bé là như vậy. Còn hiện tại thì sao rồi, chị về nước được bao lâu rồi? Mình về từ tháng 6 năm ngoái, hiện tại là về được 1 năm, tính ra là được 1 năm rồi. Thì là hiện tại là mình có nhà cửa này kia chưa, và dự định khi nào mình cướp bé vậy không hay là như thế nào? Đợt trước thì nhà cửa hiện tại thì mình cũng chưa có nhà cửa, mình vẫn đang đi thuê để làm spa thôi. Thì bé thứ hai cũng muốn là về với mình ấy, thì lúc đó thì mình cũng nói chuyện với bố, thì bố bảo là cứ tòa theo tòa mà giải quyết, cũng có nghĩa là cũng chưa có ý định đưa để cho mình đón em bé thứ hai về ấy. Với cả bảo mình là bây giờ đang hai chị em đang ở như vậy mà mình lại tách em bé ra thì tội cho hai đứa ấy, nên là bảo mình là suy nghĩ lại. Rồi ok. Rồi khi mà chị mẫu người mà chị muốn sắp tới thì như thế nào? Và ví dụ như anh cũng trong hoàn cảnh với chị, ví dụ như cũng đã ly hôn cũng nên nuôi con thì là sao? Thực ra thì mình cũng rất là muốn tìm hiểu một người. Trước kia thì mình cũng không có suy nghĩ là sẽ đi bước nữa đâu, nhưng mà kiểu
nhiều người cũng bảo là mình ở vậy như cứ thế như vậy thì cũng không được, bởi vì là con cái sau này cũng trưởng thành cũng đi lấy chồng ấy, thì cũng nên phải đi bước nữa để sau này cuộc sống vợ chồng nhờ nhau ấy. Tại vì thì bố mẹ thì cũng một ngày một già đi, lúc đó mình mới về nước cũng tập trung vào làm ăn luôn, cũng chưa có ý định lấy chồng, thì bây giờ công việc ổn ổn một chút rồi thì cũng muốn tìm hiểu một ai đó, thì phải là một người mong muốn của mình sẽ là một người thật sự là họ phải chín chắn một chút, phải có nghĩa là cũng cùng hoàn cảnh như mình ấy, thì họ có thể hiểu được và thông cảm cho mình. Cùng hoàn cảnh rồi là cũng đang nuôi bé luôn. Có bé được không sao cả, vấn đó để đó đi, ảnh hưởng gì cả. Rồi về ngoại hình này kia thì sao chị cứ không. Ngoại hình thì nói chung là cũng phải nhìn, cũng phải ưa nhìn một chút đi. Ưa nhìn là ưa nhìn như thế nào chị như cho em cái cụ thể đi, ví dụ như chị thích mẫu người như thế nào, chứ tụi em ưa nhìn với tụi em khác với ưa nhìn của chị, nên mình không có thể nào mà có gu nhất định cho em để em còn nhìn vô nhìn bằng mắt á thì em mới thấy được là ừ cái anh đó mới phù hợp với chị, chứ mà nói chung chung quá thì tụi em đâu có tìm được đâu. Có nghĩa là nhìn anh ấy cũng phải cao to một chút, nhìn cũng phải đứng đắn một chút, chứ không nói chung mình không thích những người tính trẻ con ấy, nhìn chững chạc đứng đắn một chút. Rồi còn chiều cao thì như nào hả chị? Chiều cao thì nói chung là cũng phải ngoài 1m7 trở ra. Trên 1m7. Quê quán thì có nhất thiết là mình phải ở gần là ở cùng Hưng Yên không hay là thế nào? Quê quán thì nói chung là cái này thì cũng thì nếu mà phù hợp thì ở đâu cũng mình cũng có thể mình cũng không thể lựa chọn được là người cùng quê hay là gì đó, có nghĩa cái không, đấy cái này là em hỏi thật, ví dụ là bây giờ em ghét cho chị một anh ở tận trong miền Nam thì có ok không? Nếu mà được ở ngoài Bắc này thì tốt hơn ý. Rồi ok chị, thì bọn chương trình bọn em là đã nắm thông tin của mình rồi này, thì hôm nay cũng chỉ là cái buổi casting đầu tiên thôi, khi mà chương trình đã tìm được người phù hợp với mình rồi thì sẽ có một biên tập liên hệ với mình để làm nội dung cụ thể nha chị nha. Vâng. Rồi cảm ơn chị hôm nay tham gia casting của chương trình nha. Vâng, em cảm ơn các chị ạ. Quê ở Bình Thuận, hiện đang làm giúp sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình ở đâu em? Dạ ở Gò Vấp ạ. Hiện tại mình sống với ai em ơi? Dạ hiện tại thì em đang ở trọ với em trai. Đang bên dạy như sao em? Dạ em dạy ở Gò Vấp, trường mầm non Tâm Toàn Cầu. Giới thiệu về điểm mạnh điểm yếu của mình ha. Điểm mạnh là những cái mạnh của mình, hát hò nhảy múa nấu ăn cái gì mà cái gì đó. Em thì hát được, thích nấu ăn. Hát được hả? Hát cho chị vài câu nha. Dạ hiện tại thì đang em đang bị ho, đang đau họng quá chị. Một vài câu chị không có kêu hát nhiều. Kêu các em quên mất không biết hát bài gì nữa. Hát được. Rồi còn điểm mạnh gì nữa? Dạ nấu ăn. Rồi còn không nè. Dạ thấy là hay lắm đúng không? Có thể làm mấy cái đồ mà handmade này kia để cho các bé chơi đúng không? À dạ cái đó thì em có thể làm được nhưng mà không có khéo tay lắm ạ. Có thể làm được là hay rồi. Rồi điểm yếu của mình là gì? Điểm yếu của em là hơi bị tự ti á chị. Em đã từng ly hôn. Ly hôn rồi à? Dạ. Rồi mình có cháu nào không em? Dạ, dạ không chị. Em có đây 6 năm. Ly hôn cách đây 6 năm.
Vậy là em lấy chồng năm bao nhiêu tuổi? Qua Zalo, qua Zalo. Dạ, năm em 25. Qua Zalo thôi. Ừ. Rồi lý do thì sao mình ly hôn? Ủa mình cưới được bao lâu mình ly hôn em? Dạ, rồi em sống với nhau được rồi. Cái quẩy sẵn. Cái không hợp với. Ừ, cưới nhau 6 tháng rồi là ly hôn rồi. Dạ. Là về vấn đề mẹ chồng nàng dâu hay sao em? Dạ đúng rồi, vấn đề dạ. Hai bên gia đình nữa. Nói chung là người lớn còn à, tại vì em là à, nhưng nghe lời mẹ quá cho nên là tụi em dừng lại. Ừ. Cho chị một cái chủ đi. Cái chồng em lời mẹ là nghe lời như thế nào để nó có em coi ví dụ như người sau ví dụ chị giới thiệu nó ở mức độ nào thì là em cảm thấy là không đó à, tại vì chồng em á mẹ em á mẹ chồng em á kiểu là không ưng em xong rồi là muốn con của mình là dừng lại á, chồng em là nghe lời, trong khi đó là em đã năn nỉ chồng là nếu mà không ở được với ba mẹ thì thôi chồng dọn ra riêng để từ từ mà từ từ rồi thuyết phục hai bên gia đình sau, nhưng mà chồng em không có đồng ý, đó là chắc là anh phải với em phải dừng lại để anh về sống với ba mẹ anh, báo hiếu cho ba mẹ anh. Ủa nhưng mà lý do tại sao lại không ưa em á em? Dạ tại vì em thì em không có làm được nghề nông á, mà mẹ chồng em thì muốn con dâu là phải làm nông rồi. Đạt mà hồi trước ấy, khi mà em tìm hiểu thì em có biết cái điều đó không á? Dạ không, lúc mà tìm hiểu thì chồng em nói là anh chỉ cần một người biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa để phụ má anh làm việc thôi. Khi cưới nhau giờ rồi xong là ba chồng mới nói là không lẽ giờ má chồng con ra làm ở ngoài ruộng mà con ở trong nhà thì cũng khó coi quá à, thôi con ra con phụ má được gì thì phụ. Mà tại vì từ nhỏ tới lớn là em không có làm nông được. Xong rồi bắt đầu mẹ chồng càng ngày càng thấy không hợp, không thích nữa. Rồi kiếm chuyện này kiếm chuyện nọ đủ thứ hết. Vậy là sau 6 tháng là chia tay luôn. Dạ. Ừ. Là em quen bao lâu mà em tiến đến kết hôn vậy? Dạ chắc tầm 5-6 tháng đó chị. Trời ơi. Ok. Rồi ly hôn 5 năm qua, 6 năm qua chứ, thì em có tìm ai yêu thêm ai không? Dạ cũng có một người. Xong rồi người ta kiểu người ta cũng thấy em ly hôn rồi á, người ta cũng không có thích lắm, gia đình người ta cũng dạng khó khăn á, là không muốn con trai người ta lấy gái đã có chồng rồi nên là thôi, tụi em cũng thôi luôn, là giờ em không quen ai hết. Lâu em quen người sau á được bao lâu? À, quen được 2 năm, lúc đó là em mới lên Sài Gòn á, là em quen bạn đó. Ừ. 2 năm mà chỉ cho như vậy thôi rồi em dừng đó dừng. Dạ, tại vì cái lúc đó là người ta nói là gia đình anh á thì hồi trước tới giờ là không có ai là ly dị hết. Bây giờ anh mà cưới em á thì em đã đám cưới một lần rồi, không biết là gia đình em có tổ chức đám cưới cho em hay không. Rồi nói những cái câu mà làm cho mình bị tự ti á chị. Xong rồi là nên thôi em dừng lại. Và bạn đó cũng có người khác. Chắc là bạn đó có người khác nên bạn đó kiếm chuyện. Là sau khi chia tay mới biết bạn có bạn khác hả? Dạ đúng rồi, sau khi chia tay thì bạn đó quen cái bạn làm chung công ty luôn. Rồi hình như hai bạn bây giờ là đã kết hôn rồi. Ok. Rồi bây giờ mình muốn mẫu người như thế nào à, Hạ ơi? Dạ. Một người đàn ông trước mắt thì cao hơn em, có nghề nghiệp ổn định, đủ đảm bảo để cuộc sống của vợ con.
năm người em rồi, định là ổn định là thu nhập bao nhiêu, em cho chị cái mức luôn đi ha. Nếu mà đàn ông mà sống ở Sài Gòn thì chắc là phải tầm trên 10 triệu. Rồi, cao thì sao? Em nói cao hơn em là cao bao nhiêu được? Cao hơn em thì tầm 1m7. Em cao 1m5. Dạ, em cao 1m6. Rồi, 10 triệu trở lên thì đủ đúng không? Rồi. Rồi. Vậy là diễn tả cho chị một xíu ha, để chị nhìn bằng mắt thường này là chị thấy được là cái anh đó là ảnh phù hợp với em. Ví dụ như là tóc, tai, mặt, mũi, miệng, tay chân, da, tóc đồ. Dạ cái đó thì em dễ tính, nếu mà mình thích mặt, cái tóc tai mình có thể thay đổi được. Em cũng không quan trọng mấy cái chuyện đó. Chủ yếu là tấm lòng người ta như thế nào thôi à. Ok chị, thật chị sẽ, nhưng mà em cũng phải nói là người đó mập hoa ốm hay như thế nào đó. Chứ mà ví dụ dạ mập hay ốm hả, em thích là vừa vừa mập mẫm mỉm là được rồi, không ốm quá cũng không mập quá. Em rồi có cái gu nào nhất định không em, ví dụ như anh Quyền Linh hay là anh Bình Minh hay là ai chẳng hạn, để chị nhìn vô chị còn biết cái gu của em là gì. Chứ mà bây giờ em cứ nói chung chung thì chị chẳng là gì, chị ghét ai cũng được, cũng kỳ ha. Dạ anh Quyền Linh cũng được, mọi người đàn ông của gia đình. Rồi nghề nghiệp nghề miễn sao là trên 10 triệu thì chị ok rồi. Tuổi thì sao em ơi? Ta dạ. Bán tuổi thì hơn tuổi của em, hơn từ 2 tuổi là được không? Gọi nhỏ hơn em được không? Nhỏ hơn em thì em sợ người ta không chịu em thôi chứ. Chút đi nè, chứ chị không hỏi người ta đâu. Chị ta đang giờ sẽ dạ. Cách nói nhỏ hơn cũng được, nhưng mà nhỏ ít thôi, tầm 1 tuổi đến 2 tuổi thôi. Tại vì phụ nữ mình sau này sẽ già hơn đàn ông nhiều lắm. Cái anh đó anh cũng ly dị như em vậy, em con thì em ok không? Nếu mà ly hôn rồi đã có con rồi hả chị? Ừ. Nếu với điều kiện là anh đó ảnh tốt chứ không phải là em sợ là những người ly hôn rồi á là có vấn đề giống như kiểu chồng của em, nên em không có niềm tin nhiều giống còn ly hôn là ly hôn do không hợp nhau chứ không phải là ly hôn về vấn đề là nghe lời mẹ giống như chồng em đúng không? À đúng rồi. Rồi